Các bạn đoán kết quả của cái phép so sánh này là gì? Cho iPhone Thì kết quả là phone nha Như các bạn đã biết ý Máy tính thì lưu trữ các số dưới dạng nhị phân Tức là 0 và 1 Vậy nên tất cả những cái gì được lưu trong máy tính Sẽ được biểu diễn giữa 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ờ, Tức là sao? Nó giống như là khi mà các bạn cắt một cái bánh chẳng hạn Bây giờ các bạn muốn cắt một cái bánh hình tròn Ra làm 3 phần Nhưng mà các bạn sẽ không bao giờ cắt được cho nó chính xác ba phần bằng nhau 100% mà nó sẽ có một cái phần to hơn hoặc là một cái phần nhỏ hơn một chút thì máy tính nó cũng như vậy. Khi mà các bạn biểu diễn những con số 1 2 3 thì nó đơn giản, nó chỉ đơn giản là nó xếp vào 0 và 1 bằng nhau. Khi mà các bạn biểu diễn những con số thập phân như vậy thì nó sẽ có những cái trường hợp đó là nó không chính xác 100%. Và bởi vậy nên là khi mà các bạn cộng ba cái số Hợp phân 0.1 0.1 0.1 kia thì nó sẽ ra kết quả là không phải là 0.3. Vậy thì theo ý kiến của các bạn thì chúng ta sẽ khắc phục cái tình trạng này như thế nào và làm như thế nào để so sánh được hai cái số này với nhau một cách chính xác nhất thì hãy cùng comment ở bên dưới cho mọi người cùng biết nhé.